Ơi, em xin mến chào quý anh chị nha. Là đây em đây thì hôm nay em có sản phẩm là một cái view núi Mình Đạm rất chi là đẹp nha quý anh chị. Đây, núi Mình Đạm đây ha. Đó, thì mặt tiền đường nhựa thông của xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đó, ở đây là khí hậu cực kỳ mát mẻ nha quý anh chị. Đó, khu dân cư đường nhựa bàn cờ hết luôn. Đó, ở đây toàn bộ là đường nhựa vỉa hè, anh chị thấy nhìn rất chi là khang trang sạch đẹp nha quý anh chị. Đây hôm nay em có sản phẩm là ngang 11 sâu 46, trong đó đã có 120 mét thổ cư, và cái này hiện tại là chủ đang tách sổ nha quý anh chị, có sổ sẵn rồi, giờ chỉ có tách ra thôi, thì chủ hẹn 45 ngày công chứng quý anh chị ha. Đó, đường này là anh chị cũng có thấy là hai bên đều có lề, đó có lề nè, rồi vỉa hè đầy đủ hết rồi, nhà là sang sát hết luôn quý vị ha. Đó, thì chút nữa em sẽ quay vô đây cho quý vị xem. Thì đất mình từ cái tay em chỉ đây lại hướng này là 11 mét, sâu vô là 46 mét. Đó, đất mình là hiện tại là bằng đường nha quý vị, cao hơn đường ít thôi ha. Đó, đây đó, view núi nha, quan trọng nhất đây là cái view núi này cực kỳ mát mẻ luôn quý vị ha. Đó. À, bên này là cũng nhà dàn hết luôn này. À, đối diện nhà mình là khu dân cư anh chị thấy không? À, thì cái lúc trước cái lô này á là chủ mua vào là 3 đến 400 triệu mét ngang rồi nha quý anh chị. 300 triệu, hơn 300 triệu mét ngang. Nhưng mà nay ngang 11 mét sâu 46 mà giá chỉ có là 2 tỷ 2 thôi, mà giá này là còn thương lượng. Thì anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm này thì cứ liên hệ cho em ha. À, rồi để em quay cái khu dân cư khu vực này cho quý anh chị xem nha. À, ở trong kia là cũng có nhà dân nha quý anh chị. À, ở trong kia là dân cư, tại vì ở đây là thành phố về nhiều để người ta nghỉ dưỡng quý vị ha. À, để em quay ra đây cho quý anh chị xem. À, đây quý vị ha. Này là anh chị nghỉ dưỡng đầu tư sinh lời cũng được nha quý anh chị. À, quá ok, quá tuyệt vời luôn. Thấy là dân cư bằng hết ha. À, dân cư san sát hết luôn nha quý vị. Là hai bên là đèn đường chiếu sáng. À, khu dân cư này. À, từ đây anh chị đi về biển Phước Hải đi khoảng độ tầm hơn 10 km, rồi cách biển Long An khoảng độ tầm 8 km thôi, rồi cách thành phố Bà Rịa khoảng độ tầm 6 đến 7 km các quý vị, cách trung tâm thị trấn Long Điền chỉ có 8 km, chỉ có 3 km thôi quý vị ha. Rồi anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm này thì liên hệ cho em nha. Để em quay sơ cái vị trí là cái tổ cho quý vị xem ha. Anh chị đó, khu dân cư rất là đẹp ha. Đó, dân cư bàn cờ hết luôn nha quý anh chị. Đó, thì nguyên cái khu này nè, gọi là tất cả đều là đường nhựa bàn cờ như này hết quý anh chị ha. À, đây là cái bản quy hoạch quý anh chị ha. Thì cái này là sổ này là chưa tách nha quý anh chị, và chủ hạn là 45 ngày công chứng quý anh chị ha. À, tờ số 10 thửa 159. Đó, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, nhưng mà lâu lô mình tách đã được 120 mét thổ cư quý vị ha. Là